Hello Hà Lượng Vlog, xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn xem video thật là vui vẻ. Thế nào, cháu thấy con rượu này thế nào? Có nặng không? Khá nặng. Khá nặng. Nhà. Ôi. Kéo. Con này không lắp đèn à? Con này nhẹ đầu phải cho thêm cái ý ở trên kia các bạn. Đâu cho xem đèn đây này, cho mọi người xem cái đèn đây này. Đèn cảm biến. Đâu? Đây. À, đèn đây các bạn này. Đây, lắp đèn trên này nhá. Để lắp trên này hơi ấy, nó mà đâm đầu xuống là không kéo được gãy. Đó, đèn đây các bạn ạ. Đèn cứ tối là sáng. Ừ. Ừ. Đấy, đèn lắp trên đầu cảm biến các bạn. Lên lên là nó nhấp nháy. Con này làm đuôi to. Nên là nhẹ đầu các bạn. Con này vác, cháu bé này vác hơi nặng. Cho lên đỉnh cái bờ kia nó lên, lên cái này cho nó cua vào cái ngọn cây. Đằng kia kéo ngược dây. Thôi, lên thôi, đâm thôi. Bé nhưng mà chơi con diều rất to các bạn ạ. Lên rồi các bạn ạ. Sáo rồi, to chưa các bạn? Mãi trên này các bạn nhá. Lại lên. Lại lên các bạn. Này chào, đang đuổi dây. Ôi. Đấy, tình trạng này là tình trạng nhẹ đầu các bạn ạ. Ôi nó. Kéo đứt. Kéo cả mấy cọc đóng xuống. 30 rưỡi không ạ? Tắt nhờ nhỉ? Đứng cả. Nó lên rồi các bạn nha. Lên rồi. Giờ nghe cũng không rõ, nó cao quá các bạn. Đấy, dèo ghê các bạn. Dèo ấy, mặt trăng ấy các bạn nha. Dèo đấy, nhấp nháy rất nhiều các bạn. Tiền sao dèo nha.
Đây là mặt trăng các bạn. Mặt trăng đang lưỡi liềm. Mấy con sáo diều kìa. Đèn nhấp nháy 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 đằng kia sáo diều các bạn. Này kêu sáo diều kêu rất to các bạn nhé. Sáo diều nó gần chỗ trăng rồi các bạn. Nhấp nháy mãi đằng kia là sáo diều các bạn nhé. Là môn diều là môn thể thao các bạn ạ, chỗ nào cũng diều các bạn. Tiếng sáo diều nha. Kìa là mặt trăng các bạn. Mặt trăng đang lưỡi liềm. Mấy con sáo diều kìa. Đèn nhấp nháy nháy đằng kia là sáo diều các bạn. Này kêu sáo diều kêu rất to các bạn nhé. Sáo diều nó gần chỗ trăng rồi các bạn. Nhấp nháy mãi đằng kia là sáo diều các bạn nhé.
là môn diều là môn thể thao các bạn ạ, chỗ nào cũng diều các bạn. Nha, đã lên rồi các bạn nha. Các bạn xem sao nhớ nút đăng ký kênh và nút like ủng hộ mình nha, và nút rung chuông nha, lần sau mình ra video mới cho các bạn xem nha. Xin chào tất cả các bạn nha.